À, như vậy là còn 35 chiến binh nữa quý vị. À, quý vị thân mến, mình là đang trực tiếp cho các bạn xem một giải đấu gọi là đỉnh cao luôn đó các bạn. Đỉnh cao bởi vì cơ cấu giải thì không quá lớn mà chim là còn là chim lớn không các bạn. Chim rất là mạnh ở trong cơ cấu giải đấu lần này thì là chiếc xe Vision là chiếc xe lớn nhất, xe giải nhì là chiếc xe Sirius, đồng giải ba là chiếc xe Wayanfa, sau đó là 6 chiếc xe cấp, top 20 là 7 triệu, à 6 triệu và top 30 là 2 triệu rưỡi, đó là cơ cấu giải đấu của câu lạc bộ Thiên Nhiên, do anh Tuấn Thật đứng ra kêu gọi anh em về chơi ở giải đây, giải này ở Long An quý vị, đó là cơ bản về cơ cấu giải đấu. À, điều hành giải đấu ngày hôm nay là liên hiệp các câu lạc bộ gồm có anh Cảnh, anh Đệ, anh Sang, Giang, anh Đông, anh Luân, đó là những người gặp cao nên một trận đấu ngày nay, một trận đấu lớn thưa quý vị. Những chiến binh cột beo về đây, chiến binh cột beo về đây, và hiện bây giờ là còn 35 chiến binh nữa các bạn. Thì một lần nữa các bạn chỉnh ngang màn hình, chỉnh sáng màn hình và xe bài cho chúng ta theo dõi trận đấu ngày hôm nay, một trận đấu tôi nghĩ rằng là toàn là dọn dàn chim cột beo về. Danh sách những chim này mình liệt kê qua các bạn nghe, các bạn cũng sợ đúng không? Có đệ nhị, có hòa giải, có bạn quan tội, có bạn nam, có anh vẹo, nói chung là có đủ hết, không có thiếu một ai. Tên tuổi chim toàn là chim xe không quý vị. Và ngày hôm nay mình cũng tham dự một chiến binh, chắc các bạn cũng biết của mình có một chiến binh đó, nó yên tâm một tí để chiến binh nông dân các bạn. Thì bây giờ còn 35 chiến binh, bạn vẫn đang chất tốt ở trên sào, thì có bạn Hương Nguyễn, bạn ở Long Thành, bạn cũng đang đi chung với mình và bạn chim bạn vẫn còn. Như vậy là còn 35 chiến binh nữa chúng ta sẽ vô top các bạn ha. Mình quay qua phía ghê các bạn một lần nữa, các bạn xe bài ra các bạn nha, để cho đông anh em theo dõi cho nó vui các bạn nha. Ngày chủ nhật chúng ta giải trí trong buổi trưa ngày hôm nay các bạn. Bây giờ nó cũng hơi khuất cây cột một tí, cơ bản là nó còn 4 hàng, chúng ta cũng rất là khó xem. Từ lúc lắc cần là không được, từ từ chúng mình sẽ điều chỉnh lại các bạn, không vội nha anh em, chúng ta không vội nha. Thôi cuối cây cột phía bên tay trái chúng ta một tí, nhưng mà không sao, chút xíu mình sẽ dời lại khỏi cây cột này cho các bạn. Các bạn chiến binh như vậy là mình trong lúc vâng bạn có đi chiến binh nông dân, ở trong lúc mình đang chuẩn bị cần quay rồi chuẩn bị bài viết lên cho các bạn về chiến binh hòa giải phải chia tay với cuộc chơi. Chưa bạn Quốc Cường ơi, top vẫn còn là top, vẫn còn là top 30. Đứng sau lưng mình đây các bạn nhìn, đứng sau lưng một idol. Xin bảy anh, em là một người đi ra chim cho anh em xem thôi. Bạn Nam Ro Bà Rịa các bạn, một bạn rất là song sáo và cũng hay đi những đấu trường lớn, thì bây giờ đang giữ những chiến binh cột, nhưng mà bây giờ chiến binh không nằm dân rồi. Anh em theo dõi là một chiến binh đang chạy xuyên suốt, một chiến binh đang gọi là nổi ở trong khu vực miền Nam anh em. Năm tôi dự đoán sắp tới những trận đấu trên giải xe hơi sẽ có bằng những chung kết sẽ có tên nông dân. Nông dân mà về Long An anh em dùng nổi đâu, muốn khủng khiếp anh em, mà tại giờ đang muốn xuất sắc nha anh em. Cảm ơn các bạn, nói vậy thôi chứ chim còn nhiều lúc cũng may mắn hơn, thưa các bạn cũng hy vọng là như vậy. Năm đầu cảm ơn em rất nhiều. Thật sự luôn là em rất mến mộ với bên nông dân anh, muốn xuất sắc. Đang đánh cũng rất ổn các bạn, tí xíu mình zoom lại cho các bạn xem ha. Nằm ở phim kia, kế bên là chiến binh hoa cải thì phải, đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Hoa cải, chiến binh mới vừa lấy giải ở Đồng Nai lên đúng không em? Dạ. Bạn Năm đầu. Bạn Quốc Thanh Nguyễn còn một chiến binh số 007 ha, quay qua phim kia. Chúng ta có rất nhiều chiến binh này thì giờ đã đắp nha đây. Chúng ta rất nhiều chiến binh gọi là cực kỳ đắp nha đây. Trong cuộc chiến của những binh hay có những sự may mắn, sự xui rủi nha đây. Đôi khi một cái xui rủi sẽ dẫn đến chúng ta phải kết thúc cuộc đấu ngày hôm nay. Một quá mạnh. Đấu lưới chậm từ đầu, về sau ăn uống lâu và yếu hẳn. 1-3-6 dừng bình chân. Chia tay với chiến binh 136 đối diện chiến binh 16 chiến binh Đinh Thần của anh Lâm Hòa, một chiến binh hôm nay hạ rất nhiều chiến vật nha anh em. Đinh Thần 46 Đinh Thần của Lâm Hòa, chiến binh Lâm Hòa chiến binh đã có mặt vào trận chung kết đầu tiên, đầu tiên sẽ là 47 10 xe và vào những gì
thua động như này, cũng cực kỳ xuất sắc. Anh em theo dõi là chim trước đầu đầu là biết chúng mình được quấn thế nào. Dõi từ đầu và sau để cho tin rằng của ta là chim mất đều. À, mình đường Ken Idol 08 03 08 05 50 hiện tại giờ 03 còn nha. Anh em chờ đâu nha, quan sát. Thế mày vòng 20 bắt đầu 20 em quá khủng khiếp. Anh em chia sẻ mạnh mẽ nha. Đây vòng này em nói rất rõ, anh em nghe rõ nha. Rơi vào lỗi vòng này có thể áp dụng ngoại tử, có vị ta đang theo dõi thì chim sẻ nó rất là mạnh và đều nhau, cho nên sẻ lông nè, rước lộ nè, cắn chân cắn nang hai lần trở lên và xuống cố hai lần. Anh em ta theo dõi nó đâu có quan sát là chứng minh lâm thần đang còn rất mạnh nha anh em, bắt đầu cũng rất mạnh nha anh em, theo dõi khả năng lâm thần sẽ bắt một vật vào và top 20 nha anh em. Rồi nó đâu quan sát nha, ở nằm bên kia à, vâng, cảm ơn bạn điện thoại. À, có bạn tí xíu nó đang nằm mặt bên kia, tí xíu mình sẽ dinh ra lại xem số báo danh ở phía bên kia. Sau 1, 2, 3 đi thẳng qua là phía bên kia các bạn, dinh lại các bạn sẽ nhìn thấy không ha, số 59 các bạn nha. Mình đang đứng rất là trọng tài, rất là gần trọng tài nên cũng hạn chế 1, 2, 3 đi vô. Nó phía sau đó các bạn, cái cống vàng vàng đó các bạn, đó cống vàng vàng đó. Mà khó thấy đâu qua phía bên kia rồi, tí xíu nữa đi ha. Hy vọng là ra hai hàng các bạn sẽ em nó vẫn còn và các bạn cũng sẽ thấy em nó khi mà nó ra hai hàng các bạn ha. Ok, cảm ơn các bạn, lòng mới một quý vị nha. Tốt nha anh em, sẽ lưu ý nha anh em. Nhưng mà đâu không nó tên được nha anh em, nhưng anh em là theo dõi nha anh em. Hai chiếc binh đang đu đeo cũng cực kỳ tốt nha anh em. Xuất sắc luôn nha nè. Lại giờ anh em thấy không, chim chạy như một cái máy, chỉ một nhịp thôi nha anh em, một nhịp lơi, một nhịp cạm, một nhịp ra ngoài có khả năng sẽ bị hạ. Thế những vòng đấu này đang vào tranh vào giải top 30. Mình số 19 và 69 các bạn, hai bạn đã đang kết nhau đánh tốt. Có một tiếng ché từ ở phía mặt trước mặt chúng ta, không biết chim nào nhưng mà làm mà cho nhám nhau trên sầu thi các bạn, nhưng mà không sao cả, mọi thứ đâu vào đó ổn định hết rồi. Có điều là trọng tài cũng sẽ phát hiện chim đó là chim nào. Bạn có một sức vào trong đó nằm bên kia nha. Bạn hòa giải không biết sao bạn bị quẹt lông như nào, mới vòng rồi. 19 đang cực kỳ mạnh mẽ luôn anh em xem. Đối với 19 là cũng là một chiến binh quấn xuất sắc anh em. IBM kê bên 019 vẫn quấn là mạnh mẽ, tốc độ và vô chụp quá mạnh mẽ. Rất nhạy cảm nha, những cái chim đấu yếu đấu chậm từ đầu rồi sau nha. Đầu được chơi là 47. 47 được chơi, còn lại 35 chiến binh các bạn. Loại 5 chiến binh nữa, tôi nghĩ là vòng này vòng nữa mới hết được, mới vào top được. Anh em biết là bên nhóm anh Cảnh là một nhóm nha, các chim rất là siết. Mà hiện tại giờ đã qua hơn 20 vòng đấu, vẫn cứ top 30. Hồi là chim quấn quá mạnh, chim quấn xuất sắc. Thì anh em nhìn cục diện bên trong chúng ta chạy xíu xúc thì anh em hiểu được một rừng cọc của trời nào quý tộc. Không biết các bạn có nhìn rõ được không ạ? Tại vì thật sự ra mà nói thì còn bốn hàng rất là khó để mà chúng ta quan sát mặt phía bên kia ha các bạn. Chờ chút xíu ra hai hàng. Bạn điện thoại chuẩn bị quả giải là giờ là uống này hơn thùng rồi nha. Sao không đỡ ngang được? Không ngang được, quá em ơi. 30 giây cuối, vòng 20. Anh là làm cái chữ no shopping không? Nhân đâu không khúc nào đây, không khúc dữ nha. Đỡ, cho đỡ sợ. Nông dân thì bây giờ là đang nói là một phách đấu rồi xuyên suốt anh em. Thì mấy anh này giờ biết là bệnh phổi, bệnh tim á. Anh làm quà anh chọc. Anh em thi chim hút thuốc nhiều, ép tim nữa, bệnh phổi bên tim nhiều quá. Nông dân vẫn đang rất mạnh mẽ. Phách đấu đang đứng gần chim quốc thanh rất mạnh hả? Phim kia là hoa cải, bạn chạy cũng rất ok. Năm dân kia có 007 rồi bạn. Hả? 007 chim của bạn Quốc Thành Nguyễn. Con anh biết tên gì chứ mà rất cũng ghê. Còn chiếc binh 123 không nhầm là đệ nhị. Không. Quá đẹp. Hiện tại bây giờ là con toàn sao số không các bạn. 7 là chiếc binh nào ta? Anh biết của Quốc Thành Nguyễn. Không biết phải dịp phấn không? Không biết mà riêng mà biết không phải nê. Thành Nguyễn. Thành Nguyễn không? Thành Nguyễn. Nê ba là anh đổ những gì thôi. Tính ra hôm nay là chiếc binh
kiếp trước từ đầu năm tới giờ cũng biết anh. Nếu mà nói ra đúng đây mới thẳng là quấn mạnh hơn giải xe hơi à. Quấn còn có sự hên hên xui, giải này không có hên xui. Vâng các bạn, chúng ta đang còn 35 chiến binh trên sàn, vòng thi đấu đã hết. Các bạn chờ chút xíu ha. Mới có 200 mấy anh em theo dõi, chắc thông tin các bạn chưa có. Các bạn một lần nữa các bạn share bài để cho anh em chúng ta theo dõi trận đấu ngày hôm nay các bạn nha. May mắn là chúng ta đang còn 30 chim và ít anh em. Khi mà mình hút coi những cái giải đấu như này cũng rất là tiếc. Đấu rồi là đẳng cấp nhất anh em. Không phải giải đấu quá lớn nhưng mà nó là trận đấu quý tụ những chiến binh sao hạng A chạy xuyên suốt anh em. Trận đấu này không nói đến là sự may rủi anh em. Tốc độ, nhiệt huyết và sự xuyên suốt anh em. Các bạn không nhầm thì chiến binh 1-2-3 là trước mặt chúng ta là chiến binh địch, là chiến binh gọi là đệ nhị các bạn. Đánh xuyên suốt sáng đến giờ đúng là đại đẳng các bạn ha. Là chúng ta hãy động viên cho chiến binh này đi. 58 cũng là một chiến binh hay, không biết của ai nhưng một chiến binh là sáng giờ đó được. Nhà mình ở bên kia nha. Một một sáu giờ chơi. Chơi. Sáu anh em. Rất tốt nhưng mà xui. Không may mắn chứ mình mạnh đến anh em xuyên suốt nghe anh em, nhưng mà có một cái lỗi ăn nhẹ nhàng đã bị hạ rồi nha anh em. Là trận đấu này đây là phải nói đến là tốc độ. Chiến binh đu đủ, đu đủ là của ai vậy gia bạn? Chiến binh đúng rồi, có miếng đu đủ thôi, chẳng biết là tên gì vậy không? Đúng là đánh quá hay luôn. Chiến binh sau 9 cũng 2-1-2-3. Qua chuỗi game về thái độ thi đấu chúng tôi cho kè. Chuỗi game đầu tiên là game 065 đấu gián đoạn. 065 so kè. Lơ ở nước hậu càng về sau là lơ sư. Về nước hậu. 130, 119, đây là những game chậm đều có lỡ nhịp gián đoạn. Để bà có 30, năm đầu có 30 nè. Về thái độ đó, có lỡ nhịp gián đoạn, nhưng đều có lỡ nhịp gián đoạn. Còn lại 119, đã chơi đấu gián đoạn, rồi ăn nhiều, dừng từ chơi 119. 119 dừng cuộc chơi. Long hả? Hai cái hai đi luôn. 47 được chưa? Rồi kia giờ chỉ là hỗ trợ cho cảm ơn bạn Thanh Bình. Như vậy là đã có top các bạn. Càng có tay cho anh em. Bạn nơi ban ngày hôm nay không đi, bạn bảo nơi ban ngày hôm nay không đi. Sao tự nhiên ánh sáng tự nhiên thấy nó tối xuống các bạn? Bạn cái nhà nhìn thấy rõ không các bạn? Không rõ, chắc là mạng nó yếu các bạn ha, chứ hơi bị tối. Hơi bị tối. Thời gian rút ngắn nè, chúng ta lưu ý vì đây có sự khác biệt ở những vòng loại là thời gian chỉ có 2 phút và thời gian là thời gian cố định, lỗi tự áp dụng, lỗi ở bên kia quay qua không có rõ bằng bên này. Ý là mình có nhìn thấy nó rõ không? Đúng không rõ. Nó chói quá. Ok, cảm ơn bạn Đạt Nguyễn Anh ha. Anh Johnny Quỳnh và có đi anh. Nam Dân này hiện tại giờ đang quýnh rất rồi. Mạnh mẽ nha anh em. Năm sau có thấy được Nam Dân đang quýnh cực kỳ tốt anh em. Khả năng Nam Dân hôm nay sẽ là vào top 20 nha anh em. Và có một sức nha anh em, khỏi anh Nam sẽ trùm lòng. Và có thể tranh chung kết rất mạnh. Chiến binh Nam Dân của anh Nhân đang rất cực kỳ tốt nha anh em. Tốt không anh? Chúng ta chính thức là top 30 rồi. Ok, rõ như Sony rồi bạn điện thoại. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bé Tài 046 chạy như cái máy. Mờ, có lúc mờ lúc sáng là do mạng rồi. Không do cái thời tiết anh lên xuống này, độ ngoài độ sáng. Anh năm đâu đi một con nha anh em, đang còn mạnh mẽ nha anh em. Dòng này ban tổ chức sẽ loại 442. Bây giờ nước rút của chúng mình nha anh em, chậm nhịp, lơ nhịp là nguy cơ bị hạ rất cao nha. Ăn uống không đổi mà ăn uống một giai đoạn này mà quay lại thi đấu không được mạnh mẽ là cũng rất nguy hiểm nha anh em. Mặt bình hành quá anh em. 30 giây cuối. 30 giây hàng kết đó. Nhưng mà chúng ta là chuyên gia 46 của anh Lâm Hòa.
chúng ta quan sát từ đầu giờ chúng mình quấn cực kỳ tốt nha nè, quấn xuống từ 11 giờ đầu giờ là tốc độ vẫn đang ngon đi thường rất là tốt nha nè. Khả năng hôm nay là đêm thần này sẽ bản thắng rất là cao nha nè. Một số chiến binh của anh em thân à, đúng rồi, chiến binh số 19 một số những anh em à, trước mặt chúng ta đánh rất đều, chiến binh 23, chiến binh 58, nói chung là còn lại những chiến binh xuất sắc không đấy các bạn không. Hay, à? Anh em không kết chồng à, không kết, đánh chân khác. Anh em chia sẻ mạnh mẽ nha anh em ơi. À, cảm ơn Trần Tâm Trần. À, khả năng ngày nay thì cứ theo diện anh em ngày nay thi đấu để tranh ngôi tứ đại thiên vương nha anh em. À, rất khó để tranh vào tứ trụ nha. À, nếu các bạn được vào 10 con tùm lầm đó là một điều may mắn. Không 19, không 19 là 123 hay quá, 123 là chiến binh đề nghị chắc các bạn cũng biết, nghe tên rồi đó. Nên rất tốt, rất ổn luôn. Hôm nay ở giải Quy Nhơn bạn vô bằng lái xe SH, vô 4 con hay nhất là giải Quy Nhơn. 123, đúng rồi bạn Nghĩa Phạm đời thường. Ôi ôi, các bạn thật sự là chim cò là như vậy bạn, hên xuống hay rồi, chỉ cần một lần xỉ cổ bạn mới dừng cuộc chơi, bạn mới dừng cuộc chơi bạn xỉ cổ các bạn, rất là tiếc là chim binh số 123. Ồ, 58 cũng vậy các bạn, chim các bạn thấy không, đánh cỡ này mà chỉ cần những cái lỗ nhỏ bạn phải chia tay cuộc chơi, rất là tiếc luôn. Một chiếc binh đã rớt nhưng mà đã kéo binh cũng hơi không được vui lắm bởi vì màn hình nó không được rõ nhưng mà đề nghị là qua anh Toại, anh Toại cũng là chủ nhân của chiếc binh hòa giải đó các bạn ha. Bên kia đang đối diện một chiếc binh 03 có ông ba là một hai nè, mạnh mẽ nè và đấu giá đoạn từ đầu về sau 196 196 tiền quân vực anh hiểu này đấu lỡ nhịp chán bạc 048 lỡ nhịp phải có được có ra không thái độ đấu đều đúng không họ chúng ta có đấu dài một đường này tiền bốn tám đấu lỡ nhịp chán bạc như vậy là chúng ta đang có 4 chim rồi, chúng ta lại còn 26 chim. 43 đi trước sau đó 11 các bạn chờ mình chút xíu mình coi thử cái màn hình thử có nó bị cấn gì không nha. Không các bạn, anh em thấy hoa cải do thời tiết các bạn ơi. Vẫn xíu chút mà nãy nha nè. Chúng ta đang còn 26 chiến binh. Hả? Bắt đầu là đi nha anh em, hai chim là đi nha anh em. Vào cũng đi xíu chút nha nè. Quan trọng là đấu rồi. Hôm nay bây giờ chúng ta sẽ là 4 chiếc bắt đầu tiếp theo. Bạn Đức Ngoại, đúng rồi, anh Văn Ngoại sáng nay không được may mắn lắm. Phải chia tay hai chiến binh. Của anh Nhân. Chiến binh này đang hiện tại giờ đang muốn mạnh mẽ nào. Chiến binh Nam Dân này muốn siêu sức đầu tiếp. Rất tốt nha nè. Đấu tranh hùng của chiến binh mạnh nhất này nè, tứ hùng này. Tứ đại thiên vương 19 đang biết chuyện của ai mà hay quá đúng không các bạn, trước mặt chúng ta nước rút cực kỳ tốt. Hai chiến binh lòi ở ngoài biển là chiến binh số 62 và chiến binh số 003. Tuy nhiên 003 là một chiến binh đang chạy cầu cũng rất là tốt, 62 cũng đang đứng ngoài biên như bạn này chạy rất tốt. Tôi nghĩ rằng ở ngoài góc biên mà bạn đánh như thế này thì cũng ra rất là yên tâm, nếu mà là chủ nhân thì mình cũng rất là yên tâm ở vòng đấu lần này. Trời lúc nắng lúc một ập tối nhỏ dẫn đến màn hình của chúng ta không được rõ. Buông xe cho chiến binh số 62 bạn đã ghi điểm. Đúng là bạn Nghĩa Phạm đời thường rất là tiếc cho chiến binh các bạn. Những chiến binh nhiều lúc không có may mắn, hay thì hay nhưng mà phải may mắn nữa các bạn. Bạn chỉ cần một lần quẹt hay là một lần mình sẽ nhẹ, bạn cũng phải chia tay cuộc chơi. Cuộc chơi là như vậy, thật sự là khắc nghiệt.
trên sào chơi tôi nghĩ rằng cái tỷ lệ may mắn hên xui nó rất là cao. Chim mình hay nhưng mà những người khác hay hơn, hay là chim người khác không lỗi nhưng mà chim mình bị lỗi nhỏ cũng phải bị chia tay cuộc đời. 20 phút, 2 phút ngang nha, 120 giây thôi. Chứng minh là dần chậm dịp của nguy cơ bị hạ rất là cao. Chúng ta quan sát ở bên kia có những idol mà đang nhậu anh em. Thì đúng, nhậu sáng giờ chúng ta cảm giác là được chục thùng như thế này. Anh em thấy từ sáng giờ đã làm một chục thùng, hai như kênh, khủng khiếp như thế này. Cũng vậy nó đâu đến khoảng trên dưới 10 thôi. Hết giờ. Như vậy là lượt đấu thứ hai ở vòng loại 30 loại và còn 20 chim thì còn lại là 26 chim hết giờ. Chúng ta sẽ chờ trọng tài loại 4 chim là loại bắt buộc, mặt bên này 2 chim và mặt bên kia 2 chim. Chúng ta hãy chờ đợi coi trọng tài so sánh như thế nào, ra quyết định như thế nào ở 26 chim này các bạn. Thực sự là rất là khó cho trọng tài ở những cái giải đấu như thế này các bạn. Năm đâu tính sơ bộ là 10 thùng anh em, có thể là hơn anh em. Tại vì năm đâu ngồi là đã 5 thùng và nó đã một lần nữa. Thường thường những cái giải đấu như thế này thì quay 1.000 người, 2.000 người xem. Tuy nhiên các bạn bây giờ chưa có thông tin hay sao đó. Nên thành hiện bây giờ mới tới 300 và chỉ có 300 anh em xem. Rất ít. Chắc là Ngọc Nhân hết sự yêu mến của quý anh em nghệ nhân rồi thì sao? Chim còn đang ché phía bên kia các bạn, trong khi đó hết giờ. Bạn Huy Nguyễn đi chiến binh số 040 IBM rất là hay, rất là mạnh, cứng khừ. 6-2, 5-5, 6-9, 7-3 chim rất mạnh quý vị. Chú chim đầu tiên 6-2 có ăn nhưng về thái độ lớn hậu càng phải sau sự tăng tốc mạnh mẽ rất rõ. 6-2 an toàn, còn lại 5-5, 6-9, 7-3 rất tiếc bị chia tay 7-3 vì 7-3 rơi vào lỗi tự xuống 4-3 lần. Thái độ thi đấu tốt nhưng vẫn còn kém. 7-3 và 55 hai chim này đấu lỡ gì chắc bạn chú chim. Năm nay nghe đồng đầu có lỡ về chiến đấu hậu càng về sau sự tấm đó cũng là điều rất xuyên suốt. Riêng sáu chiến đấu gián đoạn cho đồng đầu về sau lơ và thái độ đấu chú chim này lơ gián đoạn nhiều. 6-9 vì cuộc chơi. Anh em chỉ là một vài nhịp lơ thôi là chẳng gì thôi bên kia. Mà bên ngoài sáng nay như đi hai chiến binh nhưng mà hai hoặc ba chiến binh gì đó nhưng mà như là có hai chiến binh bị lọt thiếu anh em không thiếu và cái gì nói là xỉ nhẹ một cái trong khi đó các bạn chơi của chúng ta đều hơn. Mà tôi lại nhắc lại một lần nữa hơn xuống mấy đủ. Chúng tôi hai chim này có ăn đúng rồi, đường đường là chúng tôi sợ gà. Chúng tôi sợ gà những chim tóc chạm lỡ kịp chán bạc 71-43-112. Anh em xem qua cãi anh em. Chúng tôi thấy phát lỡ là như 1-1-2 dừng cuộc chơi bởi vì bạn cắn chân. Nay ban ngày hôm nay em đi Thanh Ga. Bạn lọc đồ gỗ, bạn Lộc Phạm đâu? Vô comment bài để anh chào em cái Lộc Phạm, không biết bạn có xem không? Hôm qua gặp anh Lộc Phạm nói 1.000 lần rồi xem live stream của anh mà không thấy anh chào em gì hết. Em vô đi anh chào em cái. Tỉnh thoảng mình cũng liếc qua để xem comment của các bạn. Các bạn rất là hay, khi mình không biết chim nào hay là mình cần hỏi gì các bạn đều biết. Các bạn coi live stream rất là chuyên nghiệp luôn. Xem hơi vắng anh à. Bữa nay xem người xem hơi vắng, hơi buồn. Thường thường giờ này là tới 1.000 người xem rồi. Hòa giải bạn mới vừa xuống rồi, chia tay cuộc chơi rồi. Nepal, bạn điện thoại Nepal ngày hôm nay không đi bạn. Ok, thỉnh thoảng sẽ trả lời với các bạn vậy thôi. Mình tập trung vô trong sào là chính các bạn ha. Nếu các bạn mà hỏi mình không trả lời được thì các bạn cũng đừng giận nha. Gọi tên em bạn Trần Bảo là fan cứng của anh khỏi gọi. Bạn Trần Bảo là hầu như là 100% bạn xem live stream trực tiếp của mình và comment cũng rất là thú vị. Dí dỗm. Đúng, chính Lê Quang Huy 46 là chim đinh thần của anh Lâm Hòa đó. Lượt đấu thứ ba, vòng này loại 2 chim, chúng ta còn lại 20 chim lấy giải top 20. 71 đánh hay quá, 71 đâu? Đúng rồi, trước mặt chúng ta nè. 71 chim của anh Thanh, chim của anh Bằng Cầu Xéo, không nhầm là chiến binh Ha. Bạn đánh rất là tốt. Số 11 của bạn Mai Trang bên kia đâu? 11 giờ đâu rồi? Chúng ta còn lại vẫn miệt mài vậy anh em. Vẫn một độ xuyên suốt dù là thiếu một chim nha, không có chim găm nha. Số 2 thì bỏ mặc không có ba mà. Nhưng mà số 2 quý bạn kêu lên. Còn lại vẫn mình mạng. Nông dân này kêu lên, nông dân là quý với bạn đối diện nha. 1-8, 100%
À có bạn em trai chim cảnh nguyện à, có em à, số 71 à, ở bên kia à. À, đã quá hay rồi à, qua bên này cũng là đã quá hay 71 chứng minh Hà Lan của anh bạn học xem anh em theo dõi là nằm dần của mình xuống 59 là phía mặt bên kia các bạn xíu nó ra hàng các bạn thấy à rất mạnh mẽ và có thể nói là tốc độ đã giờ đang à, hai chim đứng ngoài đầu biên là 62 và 03 phía bên này chim đứng ngoài góc là 55 và 105 55 vừa rồi thì có so sánh nhưng mà cái cầu vẫn được ưu điểm hơn bằng là xéo à, thì được biến thông tin thì anh bằng xéo thì chúng mình khác anh em không phải là chúng mình đó nhưng mà câu thấy chúng mình muốn rất tốt từ bên ngoài nha à, 71 vẫn muốn xuyên suốt với những vòng xét trẻ mình xè rất nhiều và được về qua đây 71 là chúng mình của anh bằng xéo rất mạnh nha đấy nè đúng rồi à, hoa cải là không ba nào bên kia cũng còn này nước hậu chim nào đánh mạnh là... riêng nhóm trọng tài liên hiệp các câu lạc bộ rất là ưu tiên cho những chim đánh nước rút nước lên các bạn mà ở dạng hiện tại giờ nha anh em hoa cải là cái bình được cái 40 xẻ cái à nếu anh em mà theo dõi anh em sẽ thấy hoa cải cũng thực sự là thu hút luôn càng sâu phải rút ra càng tốt lọc ốp lại xíu chút nghe này xe đến là phải là chứng minh nông dân của anh của anh Nhân chứng minh là đã nhấp lửa thì đã vào một cái chung kết là giúp tuyệt đối nhiều xe và hiện tại là tầng thứ hai anh đây là tầng thứ hai dù một chứng minh anh em thấy là một tầng thứ hai một tầng sáu hơi khó khăn nhưng mà anh Nhân thể hiện được cái đẳng cấp của một chứng minh anh em có mặt vào những trận lớn của đấu cường Việt Nam anh em để năm đầu đã từng nói về chứng minh nông dân này ở Đinh La Chiêu đây là một chứng minh năm đầu chỉ rằng nó sẽ có khả năng sẽ góp mặt vào những trận kết nhiều hơn nha quấn mạnh mẽ xuyên suốt và quấn cái độ bền rất tốt nha nè mình phải nhìn nhận chiến về chứng minh nha anh nè nông dân quấn thật sự là nói là không phải là chứng minh gọi là quấn về nó đánh rất nhưng mà chứng minh quấn đều mạnh mẽ và quấn xuyên suốt đó là một yếu tố quan trọng mình quấn và không phải như này chưa được cho kè không phải như này đều đấu đá mà đó là một cái yếu tố quan trọng đó 50-50 nhưng 07 lại là lỗi sâu và anh em là ăn nhiều 007 dùng được chơi 04 là tôi của anh bằng lỡ lời chia sẻ một phần của bạn Quốc Nguyễn bạn phải chia tay cuộc chơi ở tại chuẩn bị ngưỡng top 20 hết xui nha anh Đỗ Phong ơi anh Bảo Phong ơi hôm nay nếu mà may mắn được vào chung kết thì hôm nay sẽ họp và cổ đông để vào những giai đoạn mà chúng ta nói về những ly trà sữa nha anh em giờ mốt bây giờ những thanh niên giờ không uống bia nha anh em uống trà sữa nha anh em vui bạn năm đầu bình luận rất là vui các bạn nha rất là hài rất là hí hổm ha cuộc chơi chúng ta cần như vậy anh em thấy hoa cải bên này có một cái đầu chạy xuống chút anh em là bên kia đối diện với số 2 thành biên nơi ban và hòa giải nơi ban không đi còn ngoài giải thì cảm ơn bạn Xuân Diệu hòa giải thì bạn đã chia tay cuộc chơi bạn sĩ một cái hay sao đó thì bạn đi dừng cuộc chơi thời tiết ở đây rất là nóng lòng em đây là có phải có những cái phòng bị chúng ta đang còn một chim nữa hai hàng và may mắn thì bạn cũng không phải bị chia tay dù 55 chú viên này có lơ nhưng về thái độ đấu là nổi trội hơn hẳn hai chim còn lại với ba năm năm an toàn còn lại 52 và 40 hai chim này đều có ăn nhưng chú viên mà giai đoạn đầu đã chậm quẹt tàu cùng với sư và lỗ phụ nhiều hai chim này đều có ăn cũng rất lâu chú viên này chậm từ tay mà sau chậm hẳn đầu tiên 40 dùng cuộc chơi chim 40 ăn uống có chân số 40 chia tay cuộc chơi 52 an toàn so sánh 52-40 chim của bạn Huy Nguyễn phải chia tay trước ngưỡng cửa top 20 rất là tiếc các bạn sơ suất mất chúng ta vào hai hàng nữa nè như vậy là ban tổ chức đang xếp chim ra thành hai hàng các bạn hy vọng ở vòng đấu lần này chúng ta sẽ được nhìn chim rõ hơn chúng ta nói về nước rút nha em những siêu chiến binh của miền Nam quý tụ vào phát đánh mạnh mẽ lực tốc độ và ít lộ phụ những cái này ở đây thì nói về những cái lộ phụ như này chỉ cần chúng ta chậm một nhịp ăn một nhịp mà chúng ta quay lại chúng ta đã không nổi nổi hơn thì khả năng ta là dừng chân không nói đến các bạn nếu xa như vậy các bạn có nhìn được không ạ anh em comment giúp mình cái ha đối diện 62 anh em vẫn miệt ngoài chạy như này
năm nào rất vui khi mà chúng mình có năm râu nha anh em. Quan sát thì là khả năng qua cả sẽ vào top nông dân số báo danh số 56 bạn sẽ được năm chín. Để chút xíu mình zoom gần lại cho các bạn xem ha. Khoe chim chút xíu ha. Vô top 20 rồi các bạn. Chúng ta đang có lời rồi. 059 đúng rồi, Thánh Glass. Hôm nay có Thánh Ga. Một chiếc xì rớt bánh mâm. Hai chiếc quay và sáu chiếc đây các bạn mình trước khi vòng đấu diễn ra mình quay lại chiến binh nông dân cho các bạn xem. Mỗi một vị trí của độc tài nông dân cái cống vàng các bạn ha. Nông dân cống vàng các bạn thấy không? Đó sau chiến binh 115 là chiến binh nông dân cống vàng đó nha. Không được bạn Đức Tài đã thử rồi. Góc quay này là góc quay hiện bây giờ Đà Nẵng đẹp nhất. Mà do trời cũng hơi sụp tối một tí xíu chúng ta khó xem thôi. Hết xào chịu khó coi xa một tí các bạn ha. Hơi mờ hơi nhỏ một chút nhưng mà các bạn chúng ta vì đam mê vì những chiến binh mà mình đam mê những chiến binh mà mình yêu thích các bạn hãy cố gắng các bạn. Mà số 19 và số 19 và chúng 1-8 đứng ở ngoài công viên phía bên tay phải của chúng ta. Chiến binh số 50 và 71 đứng phía bên tay trái của chúng ta. Chỉnh cam lại kìa. Con chim có để con 30 nó chế em nghe ra. 30 ngày nay hoài giải tao rút tao dừng hình mạnh mẽ nha nè. Rất tuyệt vời. Chỉnh cam lại rất vui thì lần đầu mất ăn ngủ để đưa chiến binh lên cái đỉnh này đối diện với chiến binh 55 các bạn trước mặt của chúng ta chiến binh của bạn Minh Quân rai hàng thì có nhiều chim chậm cầu có nhiều chim chậm cầu vòng này ban tổ chức cũng sẽ loại 4-4-2 quay gần vào chiến binh nông dân đi anh ok các bạn yêu cầu thì mình quay vòng lại chút xíu ha chút xíu thôi các bạn ha chứ để mạnh mẽ luôn anh đang mạnh mẽ ha. Anh quay mạnh mẽ vào đi, nông dân rất tốt và anh liếc qua bên em luôn nha. Đúng rồi đó bạn, nông dân sau 115 đó các bạn ha, cống vàng vàng đó. Soi cho các bạn thấy chút xíu thôi vậy thôi nha. Liếc qua bên phải xíu luôn đi. Liếc qua bên phải chút xíu phải chứng minh 003 đúng không? Qua cải và dạy qua cải của bạn năm râu đang đánh miệt mài các bạn, không một lần nào bị lỗi. Và 59 là nông dân vẫn muốn miệt mài theo bây giờ. 20 giây. Quá hay anh em đưa nhau vào đi nha. Anh em nhiều nhau vào năm râu gì anh năm râu còn tích đánh các chú nông dân chơi phơi quá rồi mình coi trên xào đi bây giờ coi comment anh em là bị hụt hụt gì biết được không 130 cấp chiến chế chim của bạn đẹp trai Minh Quân cúp Minh Quân 008 là Minh Quân 008 rồi 130 chúng ta gọi là chiến binh 110 chiến binh 08 ở miền Nam anh em bắt đầu quay lại sông Long và đã có những chiếc xe 46 ở chỗ nào để mình coi thứ coi 46 ở ngoài biên phiên tây phải của chúng ta hàng thứ hai trở vào đó là chiến binh số 46 các bạn hỏi mình trả lời các bạn Quang Huy ha. Ok ở ngoài đầu tiên là chiến binh số 108 chiến binh tên đó là chiến binh bé heo chim của bạn mới bắt của anh Hiếu Hạn chim của bạn gọi là bạn Xuân Giáp Dạo Mạo U59 xỉa hết giờ anh hết giờ là chiến binh nông dân có xỉa nhưng mà không tính anh lần đầu tiên phát xỉa trên sào Long cũng chưa ổn đâu các bạn mình nghĩ là như vậy tại vì mới quá. Anh Long Hà đang em có một con đâu còn ba con ơi. Hơi bị tối đúng không ạ? Lâm Hòa tên Đỉnh Thần. Qua vòng này rõ vị trí anh luôn anh sang sự thống nhất hôm nay vì tập tài hai chuyên này khá rõ ăn uống gián đoạn rất nhiều chú chơi đầu tiên là 047 gián đoạn ăn uống về sau yếu hẳn 115 cũng tương tự về thái độ thi đấu ăn uống ở giai đoạn đầu về sau anh chạy lại nhưng không có đủ tội hơn những chương còn lại gián đoạn ở giai đoạn đầu rất lâu 115 được cuộc chơi
bản này chúng tôi không cho kè luôn vì hai bên này rất rõ từ đầu về sau. 1-1 mà 0-47 dừng cuộc chơi. Chứng minh nông dân của mình đang có vấn đề một tí ở lông ở đít các bạn. Ỉa nãy có móc bô hết vòng thì bạn nghỉ ngơi, trọng tài vô giờ chim thì có móc bô. Đó, may mắn là như vậy các bạn. Nhưng bây giờ bạn đang nhảy tiếp tục nhảy ha. Ngày nông dân này các bạn, màn hình chán ghê, mờ câm. Trọng tài đang loại hai chim rồi, còn hai chim nữa là còn lại là 16 chim. Má nó kêu phải là không lòng không? Quỷ nó kêu kêu. Nói gì? Cô chú cừu. Cô kêu. Nãy giờ đó. Chứ giờ mày mua luôn á, tập trung luôn. Của cái chim được so kè vị trí anh Cảnh, anh Đông, anh Giang. Sự thống nhất của ba vị trọng tài. Của cái chim so kè thì hai chú chim sẽ dừng cuộc chơi. Đầu tiên 50-06-26-97. Chú chim phải dừng cuộc chơi trước tiên. Lại chú đấu yếu nhất, gián đoạn nhiều hơn ba chú còn lại. Ăn 2 lần, uống 2 lần, thái độ đấu gián đoạn. 57 dừng chơi trước đi. 97 dừng cuộc chơi. 50-06-26. 50-06-26. 06 có sầu, 50 có ăn. Nhưng hai chim này lại có điểm cộng buông chè, cho nên hai chim được quyền đi tiếp. Chim 26 đấu gián đoạn, có lỗi phụ gãi, 26 dừng cuộc chơi. 26 dừng cuộc chơi. Bạn gãi một lần, còn chim kia thì có buông chè, so sánh thì có buông chè. Còn 12 chim nữa. Hòa số lớn đi trước. 71 đi bên này. 16 chim bên nha anh em, không phải 12. Xin lỗi nha, 108 chim bên này nè. Cũng tùy cái đội giữa luôn. Bên kia là 71, cũng đội giữa luôn. Theo dõi đội giữa trước hay đâu. Ok cho 71, 108 trước. 108 đội giữa. Chói nha. Anh em chia sẻ mạnh mẽ nha anh em để theo dõi. Như vậy là chiến binh 71 team của anh Thành đang đối diện với chiến binh nông dân của mình các bạn. 71 hình như là của anh Bằng. Của anh Bằng. Chuẩn bị số thứ tự từ 1 đến 10. Khả năng là chim nhất bữa luôn mà anh Bằng giấu em, anh Bằng không phải. Vừa rồi nó ché nó chim nhất em. Cảm ơn bạn Việt chỉ kích, thật ra là chỉ có một chiến binh nó để chơi em. Anh cũng không có ý định giao dịch game, chúng ta còn 16 để đi chơi với anh em. Cảm ơn em. Chứ mà không làm gì tới giá đó đâu. Bạn Trần Mẫn, cảm ơn em. Chiến binh số 71 đối diện như năm nay. Chiến binh số 11 và chiến binh số 46 đứng ngoài biên. Chiến binh số 11 là chim của bạn Mai Trang đứng ngoài biên phía bên tay phải sân nhà, có thể nói là như vậy. Và chiến binh số 21, 52 đứng phía bên tay trái của chúng ta. Có cái cột xíu ha. Bây giờ cũng hơi chim hơi chậm hết rồi các bạn ha. Tôi nghĩ là vòng này vòng nữa là trầm lòng cho chim nghỉ ngơi một chút. Chim anh Bằng thì không đánh với chim của mình, chim mình đánh với chim binh 105 và chim binh 03 hoa cải của bạn Nam Rô Bà Rịa. Chim binh số 11 đứng về biên phía bên tay phải 46 quanh Lâm Hoàng. Phía bên kia 21 và 52. Sở dĩ mà nói những chiến binh này nhiều hơn là bởi vì các bạn đứng ở ngoài chịu thiệt thòi hơn những chiến binh nằm ở trong xíu. Chiến binh 59 hay quá anh Nhân ơi, chúc anh vào tứ trụ 90% là vậy. Cảm ơn bạn. Chim còn mà hên xui may rủi rất là cao, chỉ cần một lần quẹt cầu hay một lần lơ ra ngoài thì mọi chuyện nó cũng có thể thay đổi cục diện các bạn ha. Thôi hay tới dòng nào hay dòng đó đi. Nông dân rất hay anh. Xíu từ vòng 1 giờ. Phải nói nông dân hôm nay cũng xuyên suốt đây nè. Chúng ta phải nhìn nhận chung nha nè. Chúng ta phải tập trung nha. Hai mươi giây cuối. Đó là một cái điều. Chúng ta cơ hội là đấu là không phải lỗi nhưng nhiều chim chậm rồi. Các bạn ơi, các bạn xem vậy các bạn có thấy mờ không? Mình cũng rất là buồn bởi vì không có phụ các bạn được trọn vẹn. Nhưng dù sao đi nữa là ở một góc quay như vậy mình cũng đã cố gắng hết rồi các bạn nha. Các bạn chỉ biết như vậy giúp cho mình là được rồi.
không biết còn ở góc quay nào sáng hơn nữa không, chứ sáng mình thử thì mình thấy ở bên này là sáng hơn và rất là dễ. Vòng này tôi nghĩ là chứng minh của mình số 59 cũng an toàn. Còn lại thì cái xấu nhất của mình là khi mà có chim lên sào mình không được tập trung lắm ở những chuyến khác. Sao rồi anh? Tin là sao anh? Ây da, chuyến bảy chim của anh ta anh Nguyễn. Rõ hả các bạn? Cảm ơn, hơi mờ các bạn nói hơi mờ, các bạn nói hơi rõ. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng đã cố gắng hết sức rồi bạn nha. 130 021 055 anh Luân và anh Sang. Sự thống nhất của 021 đúng rồi. Trọng tài hai chim của trường chơi. Ba chim này đều chạm yếu, như chim rơi vào lỗi tấu là 055 sẽ đuôi. 055 sẽ đuôi. Tiếc không? Chim của anh em ở khu vực miền Tây. 132 chim này đều yếu từ đâu? 130 và 021. Nhưng hậu càng về sau là 130 ốc bồ chạy hình bộ ốc liên 21 là hoàn toàn xuôi màu có xù, về thái độ đấu là cực màu yếu hẳn 21 như cực chơi. Cảm ơn bạn vì chi kích cũng muốn sở hữu chứng minh này. Tuy nhiên anh cũng không có ý định để chia lại cho anh em đi. Anh không trợ phú được con em. Thôi để anh chơi em trai nha, đi giao lưu với anh em ha. Cảm ơn bạn việc chi kích rất nhiều em nha. Bây giờ mình quay cái màn hình lại, mình sẽ coi thử màn hình nó có bị gì không các bạn ha. Đưa nông dân về đội. Cảm ơn em nha. Mình coi thử các bạn nha. Có thể đã nói là việc chi kích hiện tại giờ đang say rồi. Ngậu sáng rồi. Mình coi lại trên cái màn hình thử ra sao coi được. Thôi để vậy luôn đi. Để ngang lên. Không, để ngang được rồi, ý coi màn hình nó có sáng hơn không mà. Cũng vậy à. Cũng vậy do cái độ sáng của mình ở đây. Mình đã chỉnh hết cỡ rồi á. Để chào chào mấy công lắm các bạn ha. Trọng tài đang mình cũng đang hồi hộp mà. Bạn nhiều, rất là nhiều bạn mến mộ chiến binh hòa giải, tuy nhiên ở những vòng trước hòa giải đã chia tay cuộc chơi. Ba vị trọng tài. Đầu tiên là Nguyễn An Toàn có lo nhưng vô đấu đều hơn những cái còn lại là 0-3. Xúc vòng chiến em này đồ quyền đi tiếp. 0-3. 6-2 của đội tàu có ăn rồi. Thái độ đấu đều xuyên suốt. 6-2 An Toàn. 6-2 An Toàn. 21. Đây là những chiêu nhầm có số lửa dịp đều có gián đoạn chặt chim. Chú chim chậm gián đoạn ăn. Uyết lơ. 71 dùng chơi trước tiên. Mình chùi camera thứ ha. Có khăn ướt. 11 và 46. Hai chú chim này đều có chậm đều có gián đoạn. Nhưng chú chim nhớ nhiều và rơi vào lỗ tụ ăn nữa. 11 dừng cuộc chơi. Chúc mừng chú chim tinh thần của anh Lâm Hòa. Vào giữa luôn nha anh Lâm Hòa. 11 của bạn Mai Trang. Hai chú chim hai lối nhất đi trước. Còn hai đều vào giữa anh, hai lỗ giữa luôn. Quá may mắn. Vòng này mà vào giữa là một cái yêu tương rất mạnh rồi nha anh em. Như vậy là chứng minh Mai Trang của bạn dừng cuộc chơi. 47 của anh Bình cũng dừng cuộc chơi. Thượng thống nhất của năm vị trong tài. Hai chú chim dừng cuộc chơi. Vậy rõ rồi. Vậy chắc màn hình mình nó dơ hay sao? Mình để cho màn hình nó ngang lên chút nữa. Hai chiếc binh nữa vào xe nè. Còn hai chiếc binh cuối cùng nữa bạn. Như vậy còn hai chiếc binh cuối cùng nữa là chúng ta. Bây giờ làm hai bạn thì chấm chung. Hai chiếc binh được cuộc chơi. Ban tổ chức chuẩn bị số từ 1 rồi. Còn lại tới 20 lượt đóng bài. Bắt đầu. Vòng này ban tổ chức sẽ loại hai chim. Thực sự là rất là hồi hộp các bạn ha. 19 chưa bắt đầu thì có lượng nước. Lượng nước không bắt được. 19 có lượng nước. Rồi bắt đầu bạn nước. 19 rất là hay mà bạn có một cái lỗi chết người các bạn. Tôi nghĩ là chỉ cần một chiến binh nữa thôi. Bạn Trần Hồng Quang cảm ơn anh trai. Đã xe rất cao nên vậy là đủ rồi không? Đúng rồi, xin chúc bạn Trần Hồng Quang xây tới vừa chữ tỉnh nè. Đang rất là nhiệt. Đối diện 19 số nhiêu em? Đối diện 050 cuối xuống cho mình chưa xỉa. 050 bên này là số 03 Hoa Cải và chứng minh 62 đứng ngôi ngọc biên. Hoa Cải đang chim đang rất đẹp. Chúng ta đang lưu ý chứng minh đối diện với chứng minh 1 và 52 bạn có đang ở ngoài nhập phía ngoài, nhưng mà chứng minh này rất là hay trẻ. Chứng minh này tên 008 của bạn Minh Quân, rất là nhiều giải rồi các bạn ha. Rất là khắc nghiệt luôn. Rằng, chim của anh Lâm Hòa 46 cũng đáng chạy tốt. Phía bên kia 03 bạn cũng đang đứng với Quyên mà chạy tốt.
Trùng có thầu nè, theo dõi cái này. Chỉ còn một chiếc binh nữa các bạn. Một chiếc binh nữa thôi, 52 có một lần xuồng mình ha. À, như vậy là chúng ta đang gần hết giờ rồi, hồi hộp. Có một chiến binh đã bị lỗi rồi, à, chúng ta hãy chờ đợi nữa thôi. Rất nguy hiểm anh em nha, khi mà chậm thì cũng ngay. À, 10 sĩ là bạn đảm bảo, à, đúng rồi, chiến binh này có một lần nước rồi. À, chúng ta hãy chờ đợi còn một vài phút nữa thôi. Rất là hồi, chờ đợi, còn 21 giây nữa. 20 giây nữa. 22 giây nữa, 52 hơi bị sượng chút xíu ở những giây phút này, có một lần dùng mình và ăn một hộp cắn, hai hộp cám. Cơ hội vẫn đang còn đều. Chiến binh phía bên kia 130 có dấu hiệu quay ra ngoài hơi là các bạn. Đúng không? Dạ. Như vậy em có gì đục đặc, nếu mà nông dân có gì đục đặc thì lấy được chiếc xe tiếp tục các bạn. Dạ. Lấy được, tiếp tục lấy được chiếc xe nữa các bạn, là chiếc xe lần thứ 11 các bạn. Trời thương phú cho được con mình đi xúc thiệt các bạn. Mua thì anh em nhường lại cũng không đắt tiền, anh em thân yêu nó cũng nhường lại cho mình không đắt tiền lắm. Tuy nhiên ông trời ông thương, ông thấy mình lãng phí nhiều quá hay gì á, không sao. Ok bạn, Trung Anh Tống. Nhiều lúc ngày hôm trước ở ngoài miền Bắc, ngày hôm sau ở trong miền Nam là bình thường, chim còn mà. Bay nhiêu chim. Chúng ta có gì thương em quay giùm anh nha. Dạ. Mở này là quay xuống nha, mở này là quay xuống nha ha. Anh ra anh trùm lọc. Dạ, ok anh. Chắc được đúng không? Ok. Phát sẽ được 10 xe là được mà. Không bị lỗi là mình nghĩ được, yên tâm. Mình mở nhẹ này ra phải không anh? Anh mở nhẹ ra. 130 108 6 2 5 2 10 9. Trước khi tôi cho kè những chim đó ở nhiều giá toàn thì tôi nói rồi, thầy đá kè nhưng những chim này đều nước chưa chết, những chim này không cho kè. Và trong năm chim đó kè một chim một chim một chim một chim một chim một chim. Hàng 450 của bạn bị chi kích, bạn xin dắt Cà Mau. Chiếc binh bé heo là 1.8. Trong 4 chim 130 108 anh em không xây nữa. Hai mươi chín mười chín đầu đường dây rất nhiều. Nó muốn quay mà phải bút đen quay nhau. Nhà hàng kia em đâu rồi? 130 108 52 ba chim này đều có đấu lỡ dịp chán vàng còn lỡ, nhưng 30 không có độ phụ thì 30 an toàn về thái độ đấu. 50 thì 130 an toàn được quyền vào trường báo lên 52 và 108 50 là do 08 của Minh Quân đang chạy thi đấu là đều có chậm ở đằng sau đều có sâu, nhưng cái game 52 lỡ game rơi vào lỗi phụ nhiều an toàn và thái độ đấu càng về sau chậm hẳn. 52 dừng cuộc chơi. Đây bây giờ bắt đầu 10 ngã ngăn vô chùm máu. Anh Xuân Giáp Trà Màu, anh Dư Kích, anh Xuân Cúp Minh Quân, số anh em ủng hộ nông dân nha, chứng minh nông dân số 059 nha anh em. Có 596 người xem mà. Anh em chia sẻ 97 rồi 600 rồi. 600 người xem mà anh em chia sẻ cho nhiều người vào xem livestream chung để ủng hộ chứng minh nông dân nha anh em. 10 xe hay nhất. Đấu trường. Đây 10 xe. Đấy, 10 xe ở cội chim, cội chim cảnh đấu hót thiên nhiên ở Di An nha. Đây, anh em xe bài cho số 8 à, ngay giữa luôn, tuyệt vời. Nông dân bắt bóc được số 8 nằm ngay giữa luôn nha anh em. Nông dân bắt được số 8 nằm ngay giữa nha, lại đá Vision. Ok, Phạm Hồng Trường Long nha. Hy vọng là nông dân hôm nay ra tiếp tục được anh em ủng hộ để vào tứ trụ nha. Mai có cào cào biến công manh thượng ra kha. 6:30 sáng mai anh báo lại nha, để bây giờ anh theo dõi trực tiếp nông dân nha em. Đây là 10 nghệ nhân có hòa giải không anh? Có luôn. Nông dân may mắn quá, chim cảnh anh ra. Đúng rồi anh Hai Dâm Khương, nông dân quá may mắn luôn á, hết giờ chờ chiều bú lù xù ở chừng. Anh em hay quá. Ồ đúng rồi anh Lộc ơi,
có đánh trận ô tô Thái Nguyên không anh? Có anh ơi. Anh em mình share bài cho mấy anh em gái cùng xem với nha. Phải cả ngàn like, cả ngàn người đi. Nông dân đánh mạnh quá, bệnh thật. Cũng rồi, ok, Nguyễn Đức Trung. Đây, bây giờ là 10 nghệ nhân chuẩn bị móc lòng lên nha. Anh em đợi 30 giây nữa là trận đấu tiếp tục nha. Nông dân lối đánh như này thì khả năng tứ trụ cao. Ok, cảm ơn anh Phú nha. Rồi, cảm ơn. Rồi. Số 1, chú Trang này sẽ xe bài đi anh em ơi. Giải đấu lớn quá mà có 600 mấy người xem mà. Rồi, chú Trang 50 sẽ nông dân tứ trụ cao. Ok anh. Đúng rồi, phải đỏ luôn. Đúng rồi, lên đây. Đây, bây giờ là bắt đầu lên 10 chim nha anh em. Xin mời 006 chúng ta hạ xuống và ta cuốn áo lại. Đó là sự công bằng dành cho những chim. Tất cả những chim đều giống nhau. 00 áo, 006 lấy xuống, cuốn áo lại. Mình đã có một chiếc xe anh em. Giờ là tranh để vào chung kết anh em. Hiện tại giờ mà Hoa Cải vẫn đang rất mạnh mẽ anh em. Quan trọng là chúng ta có đi ra anh Tam, ra anh Tam để em xịt qua anh Tam. Chúng ta làm việc hai lượt anh em. Một mười sẽ đi trước mà mình là cái bưng các bạn số 10 bưng bạn này và mình chỉnh lại các bạn nha. Chỉnh lại cho nó trực diện chút ha. Chưa được thôi giờ xin phép lên cái chào các bạn like cái nha. Chờ chút xíu, chờ thiếu bạn Moka ha. Ôi thân mến chào các bạn like nha. Mình tên Moka nha. Mình đây. Mặt luôn. Nhìn mặt Moka. Bạn ơi chào các bạn nha. Okay. Rồi quay rồi quay qua đây. Cứ từ phép chào anh em rồi. Chào anh em. Xin chào anh em nha. Bữa nay chiến binh nông dân đánh quá tuyệt vời. Chiến binh năm 9 giờ mình xin mạn phép với anh em đang livestream cho năm nay nha. Mình trả con nông dân 800 triệu, không biết anh Ngọc Dân có siêu lòng hay không thôi. Cảm ơn mọi Moka đã ngưỡng mộ chiến binh nông dân. Tuy nhiên trời Phú Anh được con còn thôi để chơi giao lưu với anh em nha. Cảm ơn anh em. Chiến binh thật tình như thế này cũng là anh em. Cảm ơn em đã đưa ra cho anh em live stream cho anh Nhân. Hai chiến binh 29 và 105 đứng ở biên phía tay trái, 50 và 108 đứng phía bên tay phải của chúng ta ở góc biên. 062 sụ ché nổi mạnh. Mỏng năm nó bỏ 62 nó bị im nó ché nổi không á. Không nổi đâu. Thấy hình hài ché không nổi đâu. May mắn mình hôm nay bóc được số 8 các bạn nha, 062 xỉu. 30 giây cuối cùng. Tính từng vòng một đi bạn. Như vậy là không có gì mà đúng là tới giờ này thì chiến binh nông dân 11 chiếc xe liên tiếp rồi các bạn. Một lẻ tám hết giờ một xúc cho chứng minh 108 bạn đứng ra ngoài nhưng mà bạn chết rất kỳ gớm. Nãy chúng ta đâu top 20 có trầm lòng không? Không, top 30 rồi. Chuyện đánh ác liệt quá bữa nay nha, chuyện đánh ác liệt quá. Anh nhiều à? Bé heo đúng không em? Có một cái mình ho trên xào nha. À, 050 là không nhầm là chiến binh Hà Vũ. Như vậy là hai chiến binh này là trước kia là cùng chủ, bây giờ chắc cũng cùng chủ luôn. Số mấy không? Hà Vũ phải không ạ? Hà Vũ số mấy? 050 á. Các bạn xin giáp chào màu, các bạn xin giáp chào màu bằng việc chi kích 50 29 105 6 2 4 6. Đây là những chương mà chúng tôi phải so kè.
Riêng cái em 29 có ra vô đấu đường xuyên sắp hơn 29 an toàn. 50 tương tự về thái độ đấu, cái em này cũng có lơ ra vô cũng là đều hơn mà ẩn những cái em còn lại. Hai em này an toàn, 18 có lơ, những em này bài chém, những em này không có bài. Còn lại anh chào bà con đang ủng hộ cho bé heo và Thiên Minh là số 50 ăn bụng. Hai lần sâu một lần, bé bầu. Tên bé bầu luôn. Lại lần chim nôi trắng đoạn và rơi vào lỗ tử, cắn chân, dừng cuộc chơi 62 trước tên. 62 cắn chân các bạn, dừng cuộc chơi. Của một em trai ở địa phương. 46 và 1.5, đây là những chim đều có động chậm lỡ nhịp trắng đoạn. 1.5 của ngoài cầu hai lần, nhưng chú chim 46 lại là chú chim lỗ phụ nhiều hơn, đấu gián đoạn nhiều hơn. Gãi mặt hai lần, sâu một lần, 46, dừng cuộc chơi, gián đoạn nhiều hơn hẳn 1.5. May mắn quá. Và sau đây xin mời số 1, 1.8. Chim của Long Hòa chia tay cuộc chơi 46. Mình thấy Long xong rồi mình đánh trận này là trận thứ hai các bạn. Có nhiều bạn hỏi đánh thầy Long kiểu gì thì mình thấy Long mình số 1 các bạn. Sau đó mình những trận đấu lớn thì mình sẽ cho vô số 2. Trước mấy ngày là mình đánh thôi. Sau đó mình về số 1 trở lại cho nó mềm mại. Dòng này thì 0-9 với 1-5 đứng ở biên phía tay trái chúng ta giữ nguyên. Quả cải này dễ lấy lắm. 0-3 50 à? 50 cũng bỏ nhiều quá. Giờ cũng cặp hết. Con bé heo dở mạnh ghê. Tới đây là xong cái nói. Ừ, bé heo xong nó. Đứng ngay cái khu vực dưới đó má ba cái ống cỏ bên kia mình nó nhát nhát nó dễ nguy hiểm lắm. Sợ. May mắn là vậy. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục bóc số 3. Buông xe cho chúng mình 1.8 điểm. 1.8. Ủa xe đúng không? Sáu rồi, hầu cầu cái chết à. Đỡ dịp lơ nhiều, lỗ phù. Con là hỏi gì à? Như là 1.8, 1.5 là hai chim cùng nhà. Bọc. 30 giây cuối. Riêng chim mình nông dân các bạn, bọng nhỏ nhưng mà lúc nào chạy cũng có bọng các bạn. Dòng nào cũng có bọng. Rất là hồi hộp các bạn, cả một hội trường đang yên phanh phắc. Một cái năm xe. Tiếp nữa không? Hết giờ. Hết giờ. Giờ 8 chim đang đều quý vị nè. Vẫn chưa được 1.000 anh em xem. Còn nguyên. Chắc vòng này còn. Tái cũng đang yên tâm các bạn ha. Những chim đơn và lỡ phụ trong đường xuyên số mạnh mẽ từ đầu. Không dễ mấy luôn. Trọng tài đang so phiếu. Chủ xe đó. 1.8 vô trong đánh ghê thiệt, đúng là bạn muốn xe. Nó là đánh chim, được. Cái chim bé heo, bé heo. Đấu là chú chim là em nói rõ nè, 0-3, 1.08, 1.30, 0.6. Đây là những chim mà có thể là được vườn trực tiếp, còn lại 2.9, 1.5, 5.9. Con làm sao ho chứ. Đây là những chim được vườn sâu kè. 5.9 sọ kè. Cái này an toàn.
Còn lại ba chú chim 29, 105 và 50, đây là những chim đều có lợi nghiệp, đều có chồng. Chú chim chậm nhất trên cuộc chơi trận đấu là 29, dừng cuộc chơi đầu tiên. 29 dừng cuộc chơi. Hai chú chim này đều đấu chậm, đều có lợi nghiệp, 50 lơ nhiều và 105 cũng có lợi nghiệp chán hoàng. Nhưng điểm cộng của chim 105 là bung xè tới 2 lần hết bảng. Chim 50 là chim này nở đi chứ không phải là bung xè hết bảng. Chúng ta phải lưu ý hai chim này tôi đang cho kè thì điểm cộng của chim 105 đã có. Cho nên 50 buộc phải dừng cuộc chơi. 105 bung xè hết bảng 2 lần các vị nha. 105 vừa không? 105 bung xè hết bảng được. Có nhà còn 50 là nở đuôi. À, các bạn chim rất mạnh nên là chỉ cần so rất là kỹ luôn. Tập trung số 8, số 3 luôn luôn may mắn nằm giữa. Đây là 6 chú chim. Còn lại giải quyết đến lượt đấu thứ 3 bắt đầu. Chưa áp dụng bất kỳ chú xe nào. Bắt đầu. Chạy đi con. Chạy đi con. Chạy. Chạy. Chạy, chạy đi con, chạy, đúng rồi, chạy ba mặt luôn, ừ. Ba cầu, chạy, chạy đi con, đúng, chạy cánh, chạy, đó, con nhỏ, chạy, chạy, ừ, đập nó luôn, ừ, đập luôn, chạy, đập, chạy, chạy, rồi, bốn con bên tay phải, bắt cặp. À, chỉ cần 1.3, hơi 1.30, có vẻ chậm. Chạy, chạy con, đúng rồi, chạy. Chạy đi con, 59, chạy con, chạy. Chạy con, chạy. Chạy. Chạy, 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 đúng rồi, chạy đi. Nếu thấy đội đó sẽ còn giáp bộ. Chạy, đúng rồi, chạy. Đúng, bung. À, 1.6 bung xè phía ngoài. Chạy. 1.6 có bung xè. Đúng rồi, chạy con. Chạy. Đúng rồi. Chạy lên con. Chim này chạy, chạy đúng rồi. Chim nào bùng xè sẽ được cộng điểm. Chạy mặt nào cũng chạy luôn, chạy luôn. Tới thời điểm này thì tạm thời yên tâm. Chúng tôi sẽ xem xét từ chạy. Sau luôn. Đúng rồi. Chạy. Gần hết giờ. Gần hết giờ là chạy. Từ đầu về sau nha. Chạy. Bùng xè cộng sáu. Hai lần. Bùng xè. À, rất là khó luôn đúng không quý vị? Quá khó cho trận đấu này. Chạy đi con. Liên quan nông dân thì mình chạy. Chạy. Chạy, dân xe không con, dân xe luôn nông dân. Rồi quất nó luôn, đúng rồi, quất. Rồi mạnh mẽ lên. Quất. Đúng rồi, quất. Nước hậu. Chắc cầm đồng nữa, lột đồng hồ ra quá. Quất đó. Ừ. Mấy đó. Ừ. Chạy. Hết giờ. Mắt chưa biết được chưa? Mạnh mẽ. À, ông chưa biết gì. Biết mấy gì? Mình mạnh mẽ cái đó, nghĩ sao quýnh 2-3. Đúng rồi. Đúng rồi, 2-3 á. Em nghĩ là con 1-30 với con không là đúng, chính xác. Chính xác. Cũng đang mạnh mẽ, có lôi dịp cho mình quýnh mạnh mẽ. Đúng. Mấy chưa đứng không? Mà sao bọng tùm lum thôi, cả nó đi. Nhưng mà phần trăm vô cao anh Di nói đúng, em cũng nói được hai con đó đó. Nhưng mà nó cái độ suy suốt nó không có. Đúng. Thiếu là suy suốt. Đúng. 1-30 thành bộ. Đúng. Thiếu là suy suốt. Chính 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 xác. Anh Di nói. Cậu đồng hồ quá chứ anh. Chẳng quá. Anh vô chắc chắn các bạn thấy thế nào các bạn? Nhận định các bạn như thế nào? À, mình cũng hồi hộp không có tâm sự với các bạn được ha. Chứ mình số 59 này bạn cũng đánh rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên 6 chim trên sào cũng rất là đều các bạn ha. À. Trọng tài thấy khó. Có thể nói là 6 chim là chim rất đều. Trước khi em so kè thì em sẽ đặt cách hai chú chim. Một chú chim bung xè hết bảng 2 lần, một chú chim bung xè hết bảng 1 lần. Và thái độ thi đấu đều hơn hẳn những chim còn lại là 0-6 và 1-5. Đây là hai chim hoàn toàn đặt cách được vào trận đấu. Và chú chim trong 4 chim còn lại thì chú chim đều xuyên suốt là chú chim 1-8.
chiếc này không có điểm cộng nhưng điều chi số thì những chiếc còn lại ba chiếc này đang cắt được vào trường báo. Còn lại ba chiếc buộc có số kè 130, 059 và 003. Trong tổng thể thời gian thì chú Giang về thái độ đấu lỡ dịp gián đoạn nhiều hơn hai chiếc còn lại là 003 trên cuộc chơi và đặc biệt có xui vào hình bộ không bằng. Chiếc em đều được xét hình bộ về thái độ đấu, hai chiếc này đều có lỡ dịp gián đoạn 059 và 130 ở giai đoạn đầu. Về thái độ đấu là hai chiếc game này là 50-50, đều là những anh em đều có hậu cào theo sự tăng tốc rất rõ. Nhưng về đều thái độ đấu 50-50 thì tôi xét hình bộ, thì đứng hậu cào sau hình bộ bằng thái độ đấu của game 130 đẹp đẽ và mạnh mẽ hơn hẳn với game 059, nhưng anh không làm chết vừa cuộc chơi. Không làm chết vừa cuộc chơi bạn. Hình bộ và lỡ nhịp ở giai đoạn đầu. À, mình lái chiếc xe khuyến khích các bạn, còn lại là 130 vô. À, rất tiếc. Xét hình đó, cặp chìm cái vô luôn bây giờ thằng Vũ tiếp theo đây là bốn chim hay nhất cái giải đấu ngày nay. Chúng ta lên trước đi, một người lên trước chúng ta theo luôn. Đây là bốn chim hay cho giải đấu ngày nay, xin mời. À, hơi nghiêng chút xíu các bạn. 2 phút. Ok, chim 5 giây. Xin mời, kết thúc. Vòng vô kết, bắt đầu. Không vỗ tay anh em, không vỗ tay. Không sáu. Ở phía bên kia đánh đều. À, đối diện là 130. Bạn đứng là còng ngoài hơi chậm còng. À, như vậy là hạng Vũ là 1-5 à. Nó muốn phụ được miếng lắm rồi đó, phụ mẹ nó miếng đi. Phụ được miếng. Vũ xe. Yes. Xe Vũ. Xe. Đúng rồi. À, 06 cũng đang đánh mạnh. À, 130 có thể là yếu nhất nhưng mà Vũ tiếp che đầu lấy vậy nhất chắc chắn rồi. À, 06 cũng xe đánh mạnh liệt. À, 108 và 105 cũng đánh tương đối không? Xe. Má nó chém mà nó bỏ mặt luôn kìa. Vũ xe đó. Nha, chém mà bỏ mặt kìa đó, sụp mà vậy nha. Vũ xe. Lên. Mình xe là mình lụm đó. Xe Vũ. Lõm. 06 đang đánh miệt mài, 1-8 và 1-5 đánh đều và chậm, có vẻ là hơi chậm. Tôi nghĩ rằng là nhất nhì nằm bên kia khả năng là cao. Hết giờ. Các bạn trận đấu đã kết thúc các bạn ha. Như vậy chắc các bạn xem radio cũng thấy chiêu binh của mình số 059 bạn dừng chân khi trong lúc sao chim. Nói về hình bộ thì bạn đánh không được đẹp lắm nên thành là không bị lỗi các bạn nha. Nhưng mà nói chung so ra thì trọng tài cũng 1-9-1-10 trong này trên tay cuộc chơi để cơ hội lại cho chiêu binh. Như là lái xe là cũng vui rồi. Là chiếc xe thứ 11 này các bạn ha. Không. Chiến binh 130 ché. Chiến binh số 60 chạy miệt mài. 1-8 và 1-5. Tôi nghĩ là cơ hội lấy dễ nhất tuyệt đối. 1-5 và 130. Chiến binh Minh Quân. Giải nhì trò thi hôm nay hai chiếc hoàn toàn là thái độ thi đấu không bằng 006 rồi. 006 chứ nhì. Chiếc 1-8 và 1-5 là giây 3.
trận đấu đã kết thúc các bạn, cũng rất là tiếc nhưng mà dù sao nữa mình lái xe là cũng quá hay rồi các bạn nha. Thôi gửi lời cảm ơn các bạn đã theo dõi live stream, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho chiến binh nông dân của mình, bạn Mai Trang các bạn, tí xíu trầm lòng, chuẩn bị trầm lòng là về sân nhà mà đứng ở ngoài góc biên lâu, đúng không, đứng ở đó đánh không tốt nên thành là so sánh thì cũng bị chia tay cuộc chơi. Xin gửi lời chào tạm biệt đến các bạn, tóm lại 160 nhất 106 không xong sáu nhì và đồng giải ba là chim của bạn Việt Chi Kích và chim của bạn Xuân Giáp Chào Màu các bạn ha. Xin gửi lời chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, chào anh. Nãy mấy ngàn người cũng vô chào, còn sáu trăm người vô chào. Chào chị mà anh chào Nguyễn. Bật được tối 20 rồi, bật được tối 20. Ok, chào các bạn nha. Bật được lời 1 triệu. Lời 1 triệu.